Vâng, tiếp theo là em sẽ mở ruột gan để các bác cùng xem con quy rưỡi 6.500 này. Hay là thuộc dạng hoa hậu nha các bác, rất là mới, giá là 16.500.000. Con này về hôm bữa mà em que bật đèn mà em chưa que ruột gan cho các bác nha. Các bác nào xem video hôm đó thì có thể xem tiếp tục là đây video mở ruột gan. Em này chạy là 8 sò xét nha các bác. Này vô zin rất là đẹp nha. Có thấy được. Đây là những con receiver khủng của Sansui nha. Rất là nặng nha các bác. Chạy 8 sò xét chuyên trị dòng loa Nhật, loa Mỹ. Nếu các bác nào có những dòng loa mà loa Pioneer, Sansui, Bass 30, 40 thì sở hữu em này thì đánh rất là hay nha. Các bác có thể chơi một lần hai cặp loa và chỉnh bass chép riêng biệt được nha. Nó hay ở chỗ đó, nhưng dòng này rất là tiện lợi. Chạy cặp loa ABC, A-B, A-C. Sở hữu là 4 nguồn điện nha các bác, 100V, 120V, 200, 224. Sau đây em sẽ mở rù ra để các bác cùng xem những video bên trong. Nhưng dòng này là sắc xây 7 màu nha. Đây. Rất là mới nha các bác. Rồi, sau đây em mở ruột gan cho các bác cùng xem nha. Mọi chi tiết mua hàng các bác alo xem qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Vâng, thì bác nào sưu tầm thì nhân tay alo cho. Đây là một con lê cực kỳ là khủng nha, 6.500. Chạy 8 sò xét Toshiba chi đỏ nha các bác. Đây, những con sò này rất là mạnh nha các bác. 8 sò xét Toshiba chi đỏ. Tất cả nguyên zin 100% và nó cực kỳ là mới và đẹp nha. Để sưu tầm ở những con âm ly như thế này cũng rất là khó nha các bác, không phải đơn giản. Hàng về thì tất cả hàng bãi nhưng không phải con nào nó cũng như con này nha. Đấy. Mà thấy rất là mới luôn nha. Sexy 7 màu. Mỗi bên em nó là 3 con tù lọc nguồn. Con này con hỗ trợ nha. Dòng này là dòng xuất âm tụ nha các bác, xuất âm tụ. Hay là một cái tăng phô. Hay là vỉ âm sắc phần rề đây. Này, mời các bác xem đồ đẹp nha. Sexy là 7 màu. Giá 16.500.000. Con này thì hàng sưu tầm, rất là mới. Về được con đẹp như thế này để giới thiệu và phân phối cho các bác. Các bác nào đang cặp đến với những cặp loa Nhật, loa Mỹ Bass 30-40 thì alo cho em. Những em này lên đèn rất là đẹp nha. Và rất là tiện lợi cho các bác chơi. Rất là mới. Em chỉ có một con duy nhất này thôi nha. 6.500, mặt đẹp như hoa hậu nha. Rồi, bác nào chốt sản phẩm này thì alo cho em. Chỉ có một con, 16.500.000. Giá đã bao ship cho các bác nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.